Phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. Hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 54.000 hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tham dự phiên khai mạc. Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, tập trung thảo luận, đánh giá và thông qua báo cáo kiểm điểm công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2014-2019. Qua thảo luận góp ý, Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ tiếp theo 2019-2024. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 6 và cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Phiên làm việc thứ hai của đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 10 tháng 10 năm 2019.